Vâng, xin chào toàn thể anh em audio. Ngày hôm nay Phạm Thức Audio có về được một cặp loa Boss. Cặp này là cặp 501 301 Series 5. Đây, xin mời anh em xem và chiêm ngưỡng. Cặp này của em là vỏ vân vàng nhé. Vỏ vân vàng vẫn còn thơm phức mùi Mỹ luôn. Thơm phức luôn. Con này hai series của nó trùng nhau, có nghĩa là trùng cặp nhá. Đây này, 2370343 AP. Và đây. Không 343 BP. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Trùng series. Và hàng này của bên em là hàng made in USA nhá. Đấy, made in Mexico này, anh em nhìn này. Đấy. Rất đẹp luôn. Cặp loa này nhá. Đây nào. Gần zin 100%. Gần zin 100% luôn. Chép này, đẹp lung linh. Chép hậu sau này. Hàng bao zin cho anh em toàn tập tuyệt đối. Bao zin tuyệt đối nha. Này, của bạn bên trên này. Này, của bạn bên trên này. Anh em nhìn thấy chưa? Này, gần zin. Này, em đang đánh vào chiếc âm ly piano 7900 này. Trầm rất hay luôn. Bọt ra xịn thì căng của nó phải có nhám như này. Như diện tích phòng nhà em đang lên khoảng chừng tầm 25-26 m². Đánh một cặp này nghe nhạc hát karaoke rất ổn luôn. Trong khoảng chừng tầm nửa năm gần lại đây thì loa Boss thực sự là lên ngôi. Giá trị của sản phẩm loa bầu nào cũng được tăng giá rất nhiều. Đặc biệt là dòng Boss 301 Series 5 và 301 Series 2, Series 3, Series 4. Mỗi một cặp nó đang tăng khoảng chừng tầm 25-30% giá trị của một đôi loa. Đấy. Thì cặp loa này ngày hôm nay em quay lên trùng series, trùng số thùng, hàng đẹp nguyên bản, zin. Không mông má bất cứ một thứ gì luôn, zin chất luôn. Thì cặp loa này em xin báo với anh em là giá cặp loa này là 7 triệu nhá. Cặp loa màu đen bình thường bây giờ giá nó đã rơi vào khoảng chừng tầm 6 triệu mấy rồi, 6 triệu tư, 6 triệu rưỡi rồi. Thì cặp loa này em xin báo với anh em là giá 7 triệu. Anh em nào chung kết thì liên hệ đến địa chỉ 752 Điện Biên, thành phố Nam Định. Phạm Thức Audio, số điện thoại 0972192087. Bên em có nhận COD đặt cọc của quý vị và các bạn rồi mới ship hàng. Thì bên bác là phải đặt cọc, các bác phải đặt cọc cho bên em. Thấp nhất là 1 triệu thì em sẽ ship COD cho anh em. Cảm ơn anh em đã xem của kênh Phạm Thức Audio. Kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại anh em trong chương trình lần sau.